Xin chào tất cả cô chú bác anh chị đã trở lại tất cả những kênh anh em. Thì hôm nay tiếp tục lại thăm chị Sari. Thì hôm bữa mình cũng có chia sẻ hai clip. Thì cái vụ việc thì cũng lên mạng thì rất là nhiều cái cuộc gọi mà đến hỏi thăm chị Sari, cũng như là cái câu chuyện mà bé con bé thứ hai của chị Sari á, là người chồng đầu tiên thì tai nạn ở trong bệnh viện. Thì hiện tại là cái sức khỏe và cái tình trạng của bé đó như thế nào rồi chị Sari? Dạ, bé đỡ nhiều rồi anh. À. Dạ, bác sĩ nói là nếu mà gia đình mình không có điều kiện để mổ mũi cho bé hay là sửa mũi cho bé thì sau này mình làm mình sửa hay là trồng răng sau cũng được. À. Tốt, bây giờ là dưỡng cho sức khỏe tốt rồi là được rồi. À. Còn mũi là sửa sau cũng được. Ừ. Tại vì bé dạ, tại vì bé mũi sửa sau ha. Dạ, tại vì bé thì gãy mũi á, sửa nhiều chi phí quá em lo không nổi. À, trước tiên thì mình lo cái sức khỏe để cho nó hồi phục lại. Dạ. Rồi sau đó thì bác sĩ có nói là muốn thẩm mỹ lại hay là trồng răng lại như thế nào, thì chừng nào có tiền thì làm ha. Dạ. Thì em nghe nói thì hôm bữa cũng khi mà chia sẻ cái clip lên thì có mấy người, một người nữ, hai người nam đến nhà chị, thì làm như thế nào chị có thể kể rõ giúp em được không? Hôm mà mấy anh quay dắt chiều xong rồi tối khoảng tầm 7 giờ có chị kia, chị dắt một chiếc xe mà có hai người nam chạy theo chị rồi ngừng trước cổng nhà em đó, rồi chỉ vô đây, rồi em thì em tình cờ em chạy theo con trai em nó đi lên ngoại nó chơi á, em chạy theo rồi em thấy rồi em mới chừng hững, rồi em không biết có chuyện gì không, cứ phật phòng sợ quá cái ẩm con về nhà luôn. Rồi hôm đó thì có ai gọi thăm dò chị không, mà sao tự nhiên nhà chị ở đây mà giờ dẫn hai người lại là mục đích gì? Dạ, khi đó chị không có đàn ông em cũng không biết. À. Thì dắt buổi trưa mấy anh lại thăm em với các con em xong á, là buổi chiều khoảng tầm 7 giờ tối là em tình cờ em đi ra em mới thấy thôi. Rồi họ chỉ chở vô đây luôn, một dạ. Người phụ nữ với hai người đàn ông. Có một người phụ nữ chỉ vô đây thôi, còn hai anh kia là ảnh vẫn ngồi trên xe, ảnh vẫn dòm vô mà ảnh không có xuống xe. Thứ nhất là chị Sherry ở đây là có một mình đơn thân rồi cả nhà, và mấy đứa nhỏ nữa mà không biết chỉ trỏ với mục đích gì, thì ở đây thì mình không tiện nói tên, và ở đây thì biết dư sức biết người đó luôn. Mà nếu mà cái clip này đưa lên á, sau này mà chị Sherry á có chuyện gì á thì người đó cũng mệt á, tại vì ở thứ nhất là chị Sherry có một mình đơn thân ở đây à, mà người đó thì tất nhiên khi lên clip thì người đó có một cái gì đó sợ sệt hay gì đó, thì liên hệ những kênh anh em kêu nào là gỡ clip hay là như thế này như kia, rồi sau đó là buổi chiều tối đó thì họ tìm đến nhà chị Sherry luôn, chỉ rõ gì không biết như thế nào. Thì cái clip này thì chị Sherry cũng chia sẻ lên rất là sợ, tại vì thứ nhất là nhà chị Sherry nè ở phía sau không có cửa nha cả nhà, thấy không? Mà nếu mà có tầm bậy tầm bạ vô đây đấy thì chị đơn thân một mình nè, mà cũng rất là nguy hiểm, thấy không? Thì hôm đó là khoảng mấy giờ chị? Dạ khoảng 7 giờ tối. 7 giờ tối luôn hả? Dạ. Ồ, nguy hiểm quá. Thì nói chung có gì chị cũng đóng cửa lại để mà cho cứng chắc là cũng nguy hiểm, có gì mà la lên. Chỉ là cái tủ nhôm chặn cửa lại thôi chứ. À, cái xô cái ngã cái gì hôm bữa dạ. Thì cũng có quay cho cả nhà xem. Dạ đúng rồi, cái tủ đó. Tủ nhôm ở phía sau không có cửa, chắn bằng cái tủ nhôm á. Cái tủ đó lúc trước anh hai anh dục á thì thấy gì. Sư ghi cho anh hỏi em, mấy ngày hôm trước thì anh cũng dẫn một anh ở Long An, cũng chung là anh nói qua từ thiện như là muốn giúp đỡ em vậy đó, rồi anh có liên hệ em không? Dạ, anh có gọi cho em, anh nói là anh thật lòng, rồi thí dụ như anh phải tin tưởng anh chứ sao mà nói vậy. Rồi em mới nói người em thiệt tình lắm, có sao nói vậy à, chứ em không có mà kiểu mà giấu hay là không có kiểu mà nói khác được. Tại vì thì anh biểu em sao thì em tâm sự lại, em buồn em nói lại để cho cái nỗi lòng em nó đỡ áp lực đó. Mà anh nói như vậy là nói sao anh chưa hiểu? Cũng như là anh nói là anh thật lòng, ý là phải tin tưởng ảnh rất là thật lòng. Rồi thí dụ đừng có tin tưởng mấy anh, rồi hãy tin vô ảnh, hãy ảnh rất là thật lòng luôn. Ảnh nói là nếu sau này dạy ba bữa tuần lễ nữa ảnh xuống ảnh giúp đỡ cho em, mà em không biết ảnh có xuống hay không, em không có chắc. Nói là không cho tụi anh tin tưởng với anh YouTube phải không? Dạ, chỉ tin tưởng một mình anh đó thôi. Dạ.
Mà anh nói hiện tại xuống đây có giúp gì được cho em không? Dạ, lúc trước xuống là có đóng giùm em là 2 tháng tiền điện, 5 tháng tiền nước. Là khoảng bao nhiêu tiền chị? Dạ, tiền điện 151.000, tiền nước là 300, 300 mấy. Em không nhớ nữa, tại vì... Giống vậy là hơn 500. Chính tay anh ta ra trả rồi, anh ta giữ phiếu luôn, anh ta không không có đưa tiền cho em để em trực tiếp trả. Cái anh này thì mình nói với quý vị nè, nếu mà chị mà khổ á, có người giúp lại cái đó là đáng quan nghênh khi mà khó khăn. Mà thật sự thương thật sự á, còn anh này có cái sự tính toán gì đó hay là muốn làm người chồng thứ 6, thứ 7 gì nữa đó. Để cũng như bao nhiêu người khác là trả có mấy trăm ngàn à, sau đó có kêu chị lên nhà ảnh ở đúng không? Dạ. Và rõ ràng đây là không phải là ảnh tốt, mà ảnh trả có mấy trăm ngàn, ảnh đòi người ta về nhà ảnh ở mà chưa biết tìm hiểu như thế nào. Mà quen là nếu mà từ khi mà xuống thì gặp chị và tới khi mà trả nợ tiền nước có mấy trăm ngàn à, rồi sau đó kêu chị về là phải bao nhiêu ngày chị? Dạ, cũng như là bữa nay trả tiền điện, tiền nước, ngày mai anh điện, anh hối thúc em là phải gửi con vô máy ấm ở bên Bến Tre rồi đi về trọ, trồng trọt rau cải với lại ở nhà cơm nước giặt giũ quần áo cho cha ảnh, ảnh đi làm. Rồi em mới nói là em không thể bỏ con em được. Rồi anh ta còn yêu cầu như thí dụ như em phải lấy hộ khẩu nè, hộ nghèo nè, bảo hiểm, giấy chứng minh đồ của các con của em đồ ra coi. Rồi xong anh còn coi như là giấy mổ em nằm viện trong thời gian là em thai sản, như là giấy siêu âm nè, rồi giấy mổ như là em mổ một lần hai lần gì đó, anh vẫn coi kỹ càng. Rồi anh còn hỏi em như em có bị bệnh là gen di truyền như là thần kinh hay là nói chung bị bệnh gì gọi là cái gì ta, bị bệnh người ta gọi là bị bệnh hiểm nghèo gì đó, bị bệnh cũng như nội ngoại cha mẹ dòng họ em có bị hay không á, thì em mới nói dạ không. Ủa anh này ảnh xuống giúp chị và thương chị như thế nào mà tự như điều tra gia phả vậy? Dạ, yêu cầu em phải lấy ra tất cả giấy tờ như là hộ khẩu, hộ nghèo, những giấy mà mổ xẻ của em sanh các con á, rồi đem ra coi hết. Mà giờ chưa biết là lý do gì luôn, tới thời điểm hiện tại là chưa biết lý do để lấy làm cái gì. Và thứ hai nữa, anh này nếu mà thật sự mà thương á, chị đang giờ 5 đứa con mà giờ kêu bỏ vô chạy để mà nuôi nuôi trẻ vậy, anh này đâu có thương chị. Mục đích là muốn dụ ngon ngọt và cũng như bao nhiêu người khác để mà chiếm được chị thôi, và đâu có nghĩ gì con chị đâu. Mà mục đích của chị là muốn hạnh phúc và cũng như là lo cho con chị. Mà giờ anh này chưa gì hết trơn là kêu đưa vô gửi vô nhà, cái chỗ gì chị nói chỗ máy gì ấm ở bên Bến Tre. Dạ đó coi. Dạ. Rồi em nói là bây giờ thí dụ 4 đứa đi, rồi cho em xin đem theo một đứa nhỏ nhất để mà em tiện chăm sóc cho nó, tại vì nó chưa có nhận thức, chưa có tự sinh hoạt ăn uống được á, thì anh mới nói là không được, em chỉ lên một mình thôi, không được đem đứa nhỏ nhất theo, cứ gửi vô máy ấm hết đi, rồi thí dụ sau này bé được 18 hay 19 gì đó rồi tự nhà nước người ta sắp xếp cho bé công việc, chứ không cần mà lo lắng gì. Em nói phải lo chứ, bé không có cha rồi, bé vô phước là không có được nhận sự tình thương của cha rồi, giờ em phải vừa làm cha vừa làm mẹ luôn, chứ em không thể nào mà bỏ con em được. Thì em mới nói là dắt gì thôi, em không có làm theo lời anh được đâu, mong anh hiểu và thông cảm cho em. Chưa thấy hạnh phúc như thế nào thì đã thấy là chia cắt rồi, mới vô là... Đây là khô cá chạch hai nắng, vị vừa ăn. Quý cô chú anh chị có dùng thì liên hệ số điện thoại trên màn hình. Anh này có một chia cắt rồi. Sau khi mà chị nghe cái vấn đề đó thì chị cảm nghĩ lúc này thì anh này có thật sự là thương chị hay là mục đích là muốn muốn chỉ có chị thôi? Em không thấy cảm thấy an toàn, là không cảm thấy, em chỉ thấy buồn với kiểu mà nói chung là thấy buồn dữ lắm, buồn những lời nói anh mà cứ xúi giục em, hối thúc em đi gửi các con vô máy ấm. Em buồn, em không muốn nghe điện thoại của ảnh. Ông này đại gia tào lao chứ đại gia gì không, cũng như anh thứ một tới anh thứ năm thôi, không có khác nào à. Cũng dùng những lời ngon ngọt, sau đó thì nếu mà chị nghe ảnh chị gửi con rồi sao lên chảnh với ảnh một thời gian thì cũng thêm đứa nữa thôi không, có thể là đứa thứ 11 luôn á, đội bóng luôn á không. Thì nói chung là anh này cũng chủ yếu là thấy là cái nhan sắc của chị, muốn kiếm chị thôi, còn con chị thì chắc chắn rồi.
cho nên là cái việc mà dẫn đến mà chị Khâu quyết định là không đi là như vậy. Là ảnh có nghĩa là ảnh nói cái miệng ảnh nói là ảnh muốn lên cho ảnh để giúp chị thôi, nhưng mà thực chất là muốn chị ở trên đó đúng không? Dạ, ở cơm nước giặt giũ cho cha ảnh rồi trồng rau cải, tại vì anh nói là nhà anh trồng rau cải để bán, trồng hành, trồng cải gì đó, nói chung trồng rau cải để bán. Em lên cảnh là em làm rẫy tiếp, Có rồi bao giờ nợ nần của em sau này từ 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 anh trả cho. có bao giờ mà ảnh lúc đầu ảnh có gợi ý là em về để mà nấu cơm giặt giũ lo gia đình, có nghĩa là em vừa bổn phận là làm một người hiếu xuyên đó, vừa một phần làm vợ, thành ra ảnh hỏi là gia đình em có bị là bệnh truyền nhiễm này nọ, cái đó là cũng một cái là Di truyền gì đó. gia truyền cũng như là bệnh gia truyền cũng như là bệnh này bệnh nọ của cái gia đình Cha vậy đó. mẹ ông bà truyền cho con cháu gì. Lâu rồi thì thật sự là anh chàng này thì theo như mình nghĩ là anh này cũng có ý đồ, vừa là rước Sari về để làm vợ, vừa sau đó là làm một cái ưu xin cho gia đình. Chứ còn thật sự yêu một người thì đâu có cần phải hỏi ở cái bệnh gia truyền này nọ từ đời ông đời cha đời mình là sao, cái điều đó ta chấp nhận, ta thương rồi ta đến, chứ không bao giờ mà có một cái mà tò mò để mà nói về những căn bệnh như vậy. Vậy là anh này đâu phải là anh này là đến vì tình yêu đâu, mà anh đến là vì một cái lợi ích nào đó về cái riêng của gia đình của anh. Cuộc đời của em khổ nhỏ lớn rồi. Hồi nhỏ là em phải đi chăn vịt, chăn trâu, đi mót lúa, đi cấy lúa, cắt lúa. Rồi em còn phải đi gánh nước mướn nè, đi hái rau dại rồi bán để nuôi, giúp phụ giúp cho gia đình. Em không có được đi học như bao bạn bè khác. Hồi xưa em đi bán vé số một tờ có 2.000 à, mà phải vừa chăm em, chăm hai đứa em gái đồ này kia rồi. Rồi sau này em lớn lên em khoảng tầm được 16 tuổi, rồi em mới nghe lời chị kia, chị đó tên là chị Lan, con của bà Sáu, dắt lên Sài Gòn á, là đi làm ở quán sạp quần áo, mà người đó người Tàu. Hồi năm nay cách 20 năm em không biết nói tiếng Việt, rồi người đó người ta nói là em không hiểu nên giờ người ta trả lại, với chị Lan lên lấy em lại cái giao cho em đi quán cơm đường Lê Hồng Phong á, chung cư Phan Nhân Trị. Em làm ở đó thì em làm bưng trà đá, lấy quét nhà, lau nhà, dọn dẹp, nói chung bưng cơm cho khách rồi. Làm cực quá em mới điện cho chị thứ ba em. Chị thứ ba là con của dì hai, nói chị ơi giờ qua rước em đi, em làm ở đây cực quá. Rồi chị thứ ba mới rước qua làm nhà chung với chị á, là làm việc nhà cho cô Tám, là cũng nấu cơm, giặt đồ, rửa chén, quét nhà, chà toilet gì đó. Mà cô đó rất là ác nha. Năm hồi xưa là em không biết gì đâu, cô quýnh em một lần, thí dụ như kêu em dọn chuồng gà là chuồng chim á, rồi sẵn ở đó có cái chổi chà là cô quýnh em từ trên đầu quýnh xuống luôn á. Trời. Giờ em không biết cô Tám còn sống không, mà hồi xưa em nhớ là đường ngay phường 7, đường Nơ Trân Long vậy, mà ngay bệnh viện Ung Bướu á, là nhà cô đó ở đó đó. Em làm cho cô thì cô hay tính thất thường lắm, cô hay quýnh em, hay quạo quọ vô cớ, thí dụ gặp gì quýnh đó, thậm chí cầm dao dí em vòng vòng vậy, từ lầu trên tới xuống Tàn tầng nhẫn trệt. dữ vậy. Dạ, rồi xong rồi cái bắt đầu cô Tám á còn hả tạt bò kho đồ lên mình em, mà em á thì em cũng nghĩ thôi, mình làm ở đây có tiền mà vừa có ăn, có tiền gửi về cho cha mẹ thôi, mình cố gắng mình làm. Rồi nói chung là làm cho cô á, nhiều lúc em tắm á, cô kêu em đi ra mà em nói là để con mặc đồ rồi con hái ra, mà cô phải bắt buộc em đi ra. Mà em hồi đó em mới có 16 tuổi à, em còn mắc cỡ, em không đi ra là cô đạp tung cửa, là bẻ cửa kính vô. Ngày mai cô lấy cái tiền lương đó của em á, cô gắn cửa vô. Rồi Mà vô lúc tàn đó, nhẫn dạ, chủ nhà mà vậy đó. lúc đó em còn nhỏ, em khoảng tầm 16 tuổi à, em không biết gì hết. Thì bây giờ thí dụ em mong cô là sống có lòng như là kêu cô thương người một Nhân chút đức ha. xíu. Dạ, như hồi đó thì con không biết tiếng Việt, thì con nghe thì nghe được, trả lời không được thì cô nói sao con nghe vậy, rồi cô hành hạ con. Hy vọng sau này cô mướn được ai á thì cô đừng có hành hạ đánh đập người ta giống như con mà. Sẵn này anh hỏi em thì em cũng trả lời thiệt tình luôn ha, tại vì cũng khi mà anh chia sẻ là video clip cái hoàn cảnh của em lên thì cũng có nhiều anh chị, anh nghĩ là chắc cũng không có xa, có thể là ở gần đây, có nói rõ là em đi bán vé số rồi ăn nhậu này nọ bê bết, rồi thành ra mới có năm đứa con như vậy. Cái theo cái bình luận của người ta, ý kiến người ta vậy, em nghĩ là có đúng không, em có trả lời thật. Dạ không có đúng đâu, tại vì lúc trước là công việc của em chỉ là đi rửa chén đám, gì đi
lãnh hột điều về cạo thôi. Rồi sau này con bé em là con gái lớn á, nó mới năn nỉ đại lý vé số. Nó mới nói mẹ ơi cho con xin đi bán vé số. Thì em mới nói là thôi con cố gắng con học đi, con đừng có đi bán vé số, nó năn nỉ hoài à. Rồi em mới thấy tội nghiệp rồi con em á, bán một ngày có 50 tờ à. Rồi sau này á, sau này em mới bán tiếp con em. Là cũng như là nguồn đầu mà đi bán vé số là cứu con gái lớn em. Rồi sau này con gái lớn em mới là kiểu mà bữa bé mệt hay là bé bán không hết á, em đi bán tiếp á. Rồi sau đó em mới là người bán tiếp con. Rồi em nghe đồn em là đi ăn nhậu bỏ con, hay là em bán vé số nhà nước là kiểu mà chỉ là hình thức ở ngoài thôi, em chủ yếu là bán vé số sổ liền. Thì em nghe vậy em cũng tổn thương, em cũng buồn lắm. Rồi em không tiếp tục công việc đó nữa, em từ bỏ công việc đó. Đó thì đó là những lời mà em Sari chia sẻ đến những cái anh chị mình mà có cái suy nghĩ là Sari xấu cũng như là không được đàng hoàng, thành ra là mới đổ vỡ ra tới hiện tại là có 5 đứa con mà không có chồng. Thì một lần nữa thì cũng nhắn nhủ mấy anh luôn, cũng như là anh đại gia gì đó, thật sự mà em Sari 5 đời chồng đâu có được cái đám cưới đâu. Dù sau này mà anh có đến thật sự người ta bằng cái tình cảm thì để cho Sari có được một cái đám cưới nào đó để gọi là cái đám cưới trong cuộc đời. Bây giờ là tuổi đời giờ 30 mấy rồi mà 5 đứa con, mà mấy anh đến mà một cách trong cái tình lừa tình như thế này, không lợi dụng ý đồ người ta, thành ra là làm sao mấy anh đến được. Sư ghi cho anh hỏi em trả lời thật tình nha. Như từ ngày anh dẫn anh đại gia ở Long An xuống đây thăm em á, anh nói anh sẽ cho em 4 triệu để giúp cho gia đình em, có thật không em? Dạ không, anh chỉ trả cho em được tiền điện 2 tháng, tiền nước là 5 tháng thôi. Rồi anh xin phép ra về, anh về khoảng tầm 10 phút đi rồi anh cũng xin phép về theo. Anh nói anh có công việc bạn bè anh gọi, sau này anh sẽ xuống giúp đỡ em nữa. Mà trong tin nhắn ảnh nhắn cho anh á, ảnh nói là ảnh có giúp cho gia đình em được 4 triệu. Tin nhắn mình tôi còn lưu luôn. Nói anh kêu anh Tơ phải gỡ clip này ra. Nói chung là clip này ảnh đâu có gạt tình gì em đâu, ảnh nói thật lòng với em. Mà ảnh thì ảnh cũng điện nói mà ảnh xuống đây lòng. Là ảnh hỏi thật em thì em nói là không có cho 4 triệu ha. Dạ. Tại sao anh này nói như vậy nè? Dạ em cũng không biết. Có nghĩa là ảnh chỉ cho chị tiền nước, tiền điện, chứ ngoài qua tiền mặt là chưa có. Dạ chưa. Đó thì đây là nói rõ, tại vì mình nghe thì cũng nghe từ hai phía. Dạ. Cái tin nhắn thì còn đó. Dạ. Và mình xác nhận chị Sari. Và chị Sari có sẵn sàng nếu mà đối chất với ảnh, nếu mà ảnh xuống đây khi mà cái câu chuyện mà 4 triệu ảnh nói anh cho chị hay không? Dạ có. Đó là những cái điều mà chị Sari cũng đã trả lời, cũng như là cái những cái vấn đề mà thắc mắc của quý vị khán giả. Cái câu chuyện mà nói chị Sari nhậu nhẹt ham ăn ham nhậu gì đó thì cũng đã làm rõ cái vấn đề này ha. Rồi bây giờ hiện tại á thì mấy đứa con của chị đang ở đâu vậy? Em mới vừa đem đi gửi xong, tặng em đi lãnh học điều về làm tiếp chứ ở tính, không tính gọi là lấy học điều gì làm. Dạ. Ăn nhậu không, em không có ăn nhậu đâu. Thí dụ như đám tiệc thì em không hứa nha, tại vì cũng ngồi trong bàn vừa gọi là tiệc cưới rồi đó. Thì em cũng có em nói là có. Còn như là cái vụ mà đi ăn nhậu bỏ con bỏ cái hay là đi bán vé số là sau này thôi. Thí dụ em lấy cha của con gái lớn em là 2007, là cách đây cũng 15 năm rồi. Là lúc đó thì em nói chung là vé số chỉ khoảng tầm là 3 năm nay thôi, bán là chỉ 3 năm đổ lại đây thôi. Còn các con em được ra đời trước đó rồi. Và công việc của em là lúc trước là chỉ đi là làm thuê, là mướn thì chứ không có mà đi bán vé số. Nguồn vé số là từ con em tiếp con em thôi. Ví dụ cái vấn đề mà bạn bè mà gặp nhau hoặc là đám tiệc mà uống vài ly đó chuyện bình thường, chứ không phải là cái vấn đề mà cái gì đâu xấu. Đâu phải là nhậu là xấu đâu. Biết bao nhiêu người ta cũng uống, mà uống ở cái mức độ có kiềm chế được, bạn bè gặp nhau hay như thế nào đó là cái chuyện cũng thấy bình thường mà đâu có chuyện gì đâu ta. Với cái nữa người Khmer thì thường đa số dân tộc Khmer thì hình như là uống rượu khi mà lúc mà mình sanh nở cũng có uống rượu được luôn phải không Sari? Dạ, sanh là phải uống rượu thuốc trong đó. Vòng một tháng thì trước khi ăn cơm uống một ly rượu. Đó là cái cũng như là để cho máu huyết nó lưu thông. Cái truyền thống của người dân tộc như vậy thôi. Thật sự mà nếu mà ăn nhậu mà để ra cái tình huống mà phải có 5 đứa con này là cũng gì ăn nhậu thì của chú chị mình suy nghĩ lại điều đó. Có những anh thì không nói đi, có những chị cũng là cùng phụ nữ với nhau mà đi nở lòng nào chửi người ta.
nói là do mày cũng ham dục rồi mày có con này nọ. Nhưng mà quý vị đâu có hiểu là tại sao chị Seri chỉ nhẹ dạ bởi cái lời ngon ngọt, cũng mong ước là có một cái gia đình hạnh phúc, chứ đâu phải là không không có ấy đâu, đâu phải là muốn là sanh đâu. Tại mấy ông kia ông lại ông ngon ngọt, ông nói ở với anh đi rồi sanh cho anh đứa con đi, thì chị cũng nghĩ vậy, sanh đứa con để mà có cái gắn kết mới là trở thành vợ chồng, mới gắn lâu dài được. Chứ bây giờ ở cặp trai với gái rồi biết chưa khi nào mà hạnh phúc được, chị cũng mong muốn vậy thôi. Mà tại sao các chị chửi với chị là nào là dâm này nọ, thấy không, mà không nghĩ là cũng cùng phụ nữ với nhau, cũng muốn hạnh phúc, muốn có một cái mái ấm riêng, nhưng mà bị những lời ngon ngọt của mấy thằng gã đàn ông mà gọi là mật ngọt đó, thì dẫn đến cái câu chuyện mà như thế này thôi. Đó thì chị Sari cũng đã rất là chia sẻ nhiều lần rồi ha, thì kể cũng từng người rồi, đến cho quý vị khán giả cũng hiểu rồi ha, cũng vì cái lời ngọt đó là muốn hạnh phúc, rồi muốn để cho mấy người đó có thể chăm sóc cho con mình, mà dẫn đến cái việc mà năm đứa con, chứ không phải là nói là sao, tại sao mà đứa đầu là đã rút kinh nghiệm rồi, tại sao đứa sau, tại vì nó ngon ngọt, là chị Seri là cũng là dân ở quê, thậm chí là cái người đầu tiên mà chị quen là lúc đó chị chưa biết nói tiếng Việt nữa. Dạ, đúng không, cái thời điểm mà 19 tuổi á, dạ, là chưa nói tiếng Việt gần nữa, rồi cho nên là quý vị không biết cái chửi chị này nọ, mình chưa biết cái câu chuyện của người ta như thế nào, tại vì mình chưa đặt vào vấn đề người ta. Cái hạnh phúc người ta cũng muốn thôi, nhưng mà tại vì nó do bị lừa rồi này nọ thôi, mình không nghĩ mình cái đó mình động viên người ta, tại sao mình phải tấn công chửi người ta, không? Nói chung là cái thời kỳ như cái xã hội bây giờ là sống, mình sống 4.0 rồi. Ví dụ người phụ nữ mà cái kẻ mà lăng nhăng này nọ, rồi ta đâu bao giờ khùng mà ta để cho có con, đâu bao giờ ngu đâu, đúng không? Nếu mà giờ mình cặp ông này cặp người kia, mình đâu bao giờ mình để cho có con để là gánh nặng cho mình. Nhưng mà Sari ở đây á, thì cô chú anh chị có cái nhìn một góc nhìn nào đó rõ ràng, muốn có con để giữ hạnh phúc, muốn có một cái hạnh phúc, thành ra là Sari không suy nghĩ tới vấn đề đó. Thật sự mà nếu mà muốn lấy ông này lấy ông kia thì cái giờ cái vật quá gia đình thiếu gì, cần nhiều phải đẻ chi đó, đúng không? Nhưng mà đối với Sari ở đây thì không phải, cô chú chị nhìn vậy không đúng, có nhìn một góc nhìn riêng. Cũng như là phụ nữ, những người phụ nữ thì có thể là qua cái video clip này, những chị, những cô, những anh gì đó nó hiểu được cái lòng của em Sari ở đây. Nhưng mà thật sự bây giờ đâu cần mà phải để cho có con, nhưng mà Sari đây là muốn một cái hạnh phúc, một cái tương lai thật sự, một người là có cái chỗ dựa cho gia đình của Sari, thành ra là mấy năm lần là năm đứa con như vậy. Em năm lần mà em không có tự ý là quen hay là cặp kè đâu, mà em nói cho anh nghe nè, là lúc đó em với nhỏ bạn thân em đi lên trên Sài Gòn làm, rồi em hai tụi em là mướn, em với nhỏ bạn thân em mướn nhà trọ ở là đi làm công ty, rồi sau đó rồi em đi chợ, tình cờ em đi chợ ở Cầu Sáng ở đó, rồi cô mới sáp lại em hỏi con ở đâu nhiêu tuổi rồi đi vô làm công việc gì, rồi em mới kể là em làm công ty ngày có 42.000 à, rồi cô mới có nói thôi vậy con vô nông trường Phạm Văn Hai của cô làm đi, làm cỏ thơm với cỏ ổi, cỏ bưởi gì đó, một ngày 50.000 mà không có tốn tiền nhà trọ, tiền điện, tiền nước, tại vì người ta cho ở trong đó luôn. Rồi em vô đó em tin tưởng người lớn á, em tin tưởng cô á, cô tên là Tự Thị Nữ á, rồi em tin tưởng cô dắt em vô đó làm, rồi em cũng làm một thời gian, rồi sau đó cô cứ sáp con trai cô á, trai út cô á, tại cô có hai người con, một người con gái lớn với người trai út, sáp em với con cô đó thì nông trường mà ở chung chung vậy nè, rồi giường thì ngủ xích bên nhau. Thì ngày đó thì em cũng ngủ riêng à, cô thì cô chú ngủ cũng cạnh bên em, rồi con của cô cũng ngủ cũng như là ngủ riêng riêng á, nằm tình cờ đêm đó rồi con cô xỉn á, rồi con cô vô ngủ với em thì em mới cúng cự rồi sáng rồi dậy em mới tâm sự với cô, thì cô nói là thôi không sao đâu, để cô điện về cô nói với cha mẹ ruột em, rồi cô cứ hứa hẹn rồi đâu em sợ quá em mới về quê rồi em mới phát hiện là em có bầu con gái lớn em á, rồi cha mẹ em mới xấu mặt, cha mẹ em mới nói là có chữa quan có bầu mà không có chồng gì đó, rồi cha thì đánh mẹ thì chửi, rồi em mới vẫn tiếp tục sống ở dưới quê. Tới ngày em đau bụng, em 5 giờ sáng em đau bụng em vỡ nước ói, thì cha thì chửi nó thôi kệ nó đi, nó ngu nó chịu.
nó khờ nó ngu nó chịu, giờ bà lo cho nó làm chi. Rồi mẹ thấy tội nghiệp, mẹ mới đi mời mụ á, mụ giường về rồi mới khám cho em. Hỏi chừng nào sanh, nói 12 giờ trưa sanh. Thì con bé đầu tiên của em á là được sanh tại nhà bà ngoại đó, là sanh mụ giường á. Mà lúc đó em ăn cực khổ lắm, hồi xưa là em chỉ ăn muối quẹt với uống nước lạnh thôi à, chứ không được ăn thịt cá như bây giờ, không được đi bệnh viện như bây giờ. Rồi cho hỏi cái lúc mà em mà về quê mà em phát hiện mình có mang thai đó, thì em có liên lạc lại gia đình bên đó không? Dạ em liên lạc không được. Người ta liên lạc, người ta không có liên lạc được, mình không liên lạc được với người ta. Dạ. Rồi từ lúc mà em sinh tới giờ là có cái tình cờ nào mà để em gặp lại với gia đình bên đó không? Dạ em sanh thì cha của bé về, cha của bé tìm về xong rồi bắt đầu còn cha mẹ ảnh với chị hai ảnh không có về. Rồi về thí dụ được từng 10 bữa gì đó cái ảnh đi, anh đi nói anh đi làm. Mà sau này kiểu mà lúc em mới sanh á, cái ảnh mới về năn nỉ nè, năn nỉ cha mẹ em, nói là cho em đi về chở anh với ảnh đi rồi ảnh lo cho. Mà cha mẹ nói là không cho đi theo vì sợ khổ không cho đi. Rồi em vẫn lì, vẫn cãi cha mẹ, rồi em mới ẵm con đi lên trở, đi làm hầu ở trên Bình Dương với ảnh với gia đình ảnh. Mỗi lần cha mẹ ảnh, cha ảnh trong cuộc đời của em là bị cha ảnh đá một lần, là đá một lần. Có ông già của người ba của bé em hả? Dạ ông nội của ông và ông già chồng em là đá một lần, còn bà mẹ chồng em là đánh em suốt à, đánh giống như ăn cơm bữa vậy. Chửi em nói đồ miên thổ cứng đầu dạy không nghe. Rồi chồm sớm ở đó nói trời ơi chị chửi con, chị dâu chị sai, chị dạy bảo nó chứ đâu chị chửi nguyên dân tộc dòng họ tôi, cái bả xin lỗi. Rồi thí dụ như quýnh em quanh năm suốt tháng người ta thấy tội á. Lúc đó có em gái ruột em với em rể em đi làm, thí dụ em rể em nằm ở đó, em gái em nằm đây, em nằm ở trong, bả nắm đầu em ở ra bả quýnh. Rồi thí dụ như chồng em đi làm hầu phải không? Rồi em ở nhà em cơm nước giặt giũ gì đó, rồi về á không biết mẹ nói chọt gì á, một giò thì mẹ ngồi trên võng, một giò mẹ đẻ xuống, mẹ vừa đưa võng vừa nói gì, chồng em lôi em ra nắm đầu em ra xé áo em quýnh, nắm đầu từ ở chỗ trại ở tới chỗ dàn nước quýnh vậy đó. Trên tay em đây là lạp xưởng mai quý lộ, hương vị quê hương. Quý cô chú anh chị có đặt hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình. Đó. Rồi em cũng biết lý do, tại vì lúc đó em không kiểu mà em không có hiểu biết, em không có rành thì ai nói sao rồi em dạ dạ gì đó. Nói chung á thì dù là em gọi tiếng là chồng, là mẹ chồng, thật sự người ta đâu có cưới hỏi gì mình đâu. Dạ đúng đó, mà không biết lý do tại sao mà lại bạo hành một người mà đã từng đầu ấp chăn gối với con của mình. Thì nói chung cái cô đó thì cô sống, không biết bây giờ cô có còn sống hay không, thì có những lời nào Sari có thể gửi lại cho cái cô đó? Hồi xưa con còn nhỏ dại, con còn khờ, nói chung con không biết. Thì thí dụ mẹ nói thì con vẫn làm theo, nấu cơm, giặt đồ, rửa chén hay là gì đó, đút cơm cho cháu chồng á, bé đó tên là bé Quyên, rồi đút cơm thì cô mẹ cứ chửi đánh nói làm mợ mà không biết chăm sóc cho cháu kỹ càng. Thì nói chung con bị mẹ quýnh quanh năm suốt tháng thì con cũng ráng, con chịu đựng, con không dám cự cãi gì đâu. Rồi chồng con không biết lý do gì ghen tuông hay là gì đó, mà chồng em rất rất là có hiếu với cha mẹ nha. Thì cha mẹ nói sao rồi anh nghe vậy. Rồi thời gian em sống chung thì thấy khổ quá. Rồi bữa đó tình cờ chị ba em là con của dì hai em tới thăm em, có mua cho em một ít trái cây. Thấy em khổ quá, gánh nước té lên té xuống, rồi con cái lùm đùm lề đề đó. Rồi thấy vậy mới lén cho tiền, nói giờ em ra em bắt xe buýt đi về. Cái gì người ta kêu là Vĩnh Lộc gì đó, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B gì đó. Vĩnh Lộc. Dạ, rồi cho đón xe buýt tới đó, đi tới ngã tư Gò Mây đi, rồi điện chị ra chị rước. Rồi em mới vô bưu điện, em điện, em nói chị ơi em tới rồi nè. Rồi em mới tới ở nhờ nhà chị. Thứ ba là con của dì hai đó, rồi sau này là em không liên lạc, không qua lại với gia đình đó nè. Tại vì quá khổ. Nói chung là câu chuyện của bé Sari, của chú chị thì có thể là câu chuyện này kể hoài, vẫn còn hoài. Nhưng mà anh hỏi câu này em trả lời ngắn gọn để cho cô chú anh chị mà có xem được những cái chia sẻ của em, để mà mọi người đều hiểu á, là lúc mà em với con em là không còn là liên lạc lại với gia đình bên chồng đó, là lúc đó con em bao nhiêu tuổi? Dạ 1 tuổi. Mới 1 tuổi đó là tới giờ luôn. Dạ 1 tuổi. Đó thì cô chú anh chị nghe qua cái câu chuyện không hiểu lý do tại sao mà
là một người lớn, cũng như là vai trò là một người mẹ chồng của Sari rồi. Và Sari thì lúc đó còn trẻ, còn không biết tiếng tiếng Việt mà chỉ biết cái tiếng Khmer thôi. Mà lại biết bạo hành bằng cách nào mà khi mà mình là một người lớn và thêm một người con cũng từng ăn ở với Sari mà còn lại bạo hành nữa, thì đó là thời xưa với gặp như bây giờ thì chắc cô với em trai đó thì cũng không khỏi cái dòng lao lý đâu, tại vì cô bạo hành con người ta thời điểm đó con ta còn nhỏ dại. Lúc đó hình như em được 19 tuổi rồi. Rồi xong rồi mẹ còn quan điểm là hồi xưa mấy bà già hồi xưa là tự nhiên kêu em á ra một cái giường đó là toàn đu đủ không à. Kêu em chắp tay ra làm sao vậy nè, kêu em hung trái đu đủ á. Mẹ nói nếu mà hung trái đu đủ á mà mũ đu đủ đó xịt ra là em còn nguyên, còn nếu mà đu đủ nó không ra mũ là em hư rồi. Thì quá em cũng làm nghe lời mẹ, em cũng chắp tay ra làm sao vậy nè. Em mới khung vô em hung trái đu đủ mà em không biết kết quả nó như thế nào rồi, em không biết. Em không biết. Tại vì lúc đó thì mẹ kêu sao em nghe vậy. Cho 10 người còn đầy đủ ấy luôn đó, hung chế đủ đó cũng không ra mũ được nữa. Tại lý do tại sao mà hung chế đủ mà lại ra mũ? Dạ em cũng biết quan niệm. Chuyện của Sari này thì rất là dài, nên chúng chị có thể là còn nhiều tập để Sari chia sẻ về cuộc đời của mình nữa. Đó thì cái video clip cũng dài rồi, thì anh hỏi em một câu này để em trả lời thật sự với lòng mình ha, cũng như là để cho cộng đồng được hiểu cái ý của em như bây giờ thế nào. Ví dụ như một người nào đó thật sự mà đến với em muốn cùng chung sống với em để tạo dựng một cái hạnh phúc á, thì em có thể là cần một cái đám cưới cho cái cuộc đời của mình không? Dạ em hy vọng là em muốn dừng lại, em muốn dừng lại cái chuyện tình cảm để lo cho con, em trả lời cho rõ ha. Em hy vọng mong muốn là có sức khỏe, có kinh tế, có cuộc như là công việc ổn định để ráng làm lo cho các con em thôi. Giờ chuyện tình cảm là em xin từ bỏ, tại vì lúc trước gì mai mối không à, chồng người chồng thứ nhất thứ hai đến thứ năm là toàn là mai mối không à. Em không có tự ý mà quen biết như là người chồng thứ hai, em cũng là cha em, anh hai, chị dâu, rồi em út, rồi bác xui rồi dắt em đi lượm điều ở trên Bình Phước, nhổ mì trên Bình Phước là giới thiệu cũng như là ảnh để ý, ảnh thương em, rồi ảnh kêu mẹ ảnh vô hỏi cha, rồi cha mới kêu hỏi mẹ, rồi nói tổ chức đám cưới, rốt cuộc cũng không tổ chức, là cũng là người lớn để mà ghép cho em, để mà sắp xếp tụi em đến với nhau. Rồi sau này người thứ ba cũng vậy, em cũng không có đi quen biết đâu, tự ảnh để ý, rồi ảnh kêu cha mẹ ảnh vô, rồi bác đó mới lại hỏi em có chịu thì chịu, không chịu thì thôi, tại vì con của bác để ý rồi, cũng là tự ý vô hỏi. Bây giờ con chịu thì chịu, không chịu thì bác về cúng như vậy tiếp tục. Nói chung là em tự em nghe lời sắp xếp của người lớn rồi. Thì đó là cái câu trả lời của Sari cũng như cô chú anh chị. Khi mà mấy anh em chia sẻ cái câu chuyện này lên thì cô chú anh chị cũng đặt rất là nhiều cái bình luận. Nói tại sao giờ đã có vướng vào năm cái đứa con, năm cái cảnh chồng khổ như thế này mà giờ còn muốn đi đến được tình cảm khác nữa. Thì câu trả lời của Sari cũng là câu trả lời để cho cô chú chị mình khỏi mà đắn đo về cái suy nghĩ của một người phụ nữ trẻ mà mang tiếng có năm đời chồng và năm đứa con, thật sự giờ thì cũng vẫn là cô đơn một mình. Thì anh cho anh hỏi một câu nữa, cũng như là mấy ngày trước thì có một anh ở ở Long An, cũng qua đây thì cũng có ngỏ ý là cũng muốn giúp đỡ em, phải không em? Và người này em thấy người này có nói là muốn kêu ba mẹ hoặc người lớn xuống đây để gặp gia đình hay không? Dạ không. Không nghe gì hết? Dạ không. Chỉ là kêu em sắp xếp con cái nhanh nhanh lẹ lẹ đi lên trển, rồi phụ anh chồng trọt với phụ cơm nước giặt giũ cho cha ảnh này, rồi nói chung cấm tuyệt đối không đưa một đứa con nào của em đi lên trển. Chỉ có vậy thôi chứ anh không đề cập để anh kêu ba mẹ anh chị anh đồ xuống, không có không có đề cập tới chuyện đó. Anh ấy có hỏi em có thiếu nợ bao nhiêu tiền không? Dạ không. Không hỏi đề cập tới vấn đề đó luôn, chỉ chỉ cần em thôi phải không? Dạ. Rồi hiện tại như là hiện tại trong gia đình em thiếu nợ khoảng bao nhiêu tiền? Hôm nay có anh xuống đây để chúng mình quay chia sẻ thực lòng của em. Và những mấy ngày hôm trước thì anh cũng có cho mà em một số tiền để em trả nợ, rồi em có trả được phần nào chưa? Dạ em trả cho chị Oanh tiền rau cải thịt cá hết 2 triệu rồi. Rồi em trả tiền gạo cho dì ở ngã tư này cũng hết vài trăm. Nói chung là anh em đi trả hết rồi. Thế ngoài em trả hết rồi phải không? Rồi dạ, số nợ lớn là em còn thiếu bao nhiêu nữa? Dạ em hồi xưa hồi 2016 đó em có vay ngân hàng FE, đó là bạn em là làm hồ sơ cho em vay là 40 triệu.
mà tới chừng em bạn em chở em lên bưu điện Cần Long em nhận được 24 triệu, thì em mới hỏi ủa tại sao là hồ sơ làm là 40 triệu mà nhận được 24 triệu, thì bạn em nói là trừ chi phí hồ sơ gì đó em vẫn im lặng cầm 24 triệu đó về là em cất nhà để cho các con em ở, rồi sau này em đi làm em đóng một tháng là em đóng 2.200.000+, em đóng được 8 tháng, rồi sau đó em hết khả năng đóng thì mấy anh cũng vô kiếm em hoài, thì em cũng xin trả từ từ á. Mà mấy anh em tổng lại cái số nợ em hiện tại nợ là bao nhiêu tiền đó? Dạ, ngân hàng FE là 70, rồi nhà nước cho em vay vốn bên hộ nghèo á để mà em chăn nuôi á, rồi là hết 10 triệu. Dạ, 80. Rồi đại lý số em đổi trúng số giả, chú đó gạt em đổi số mà kiểu mà không trúng mà làm cho trúng á, thì em đổi hết 4.500.000 nữa. Trả mười mấy triệu tổng 70 triệu tiền FE là em trả một thời gian rồi đúng không? Trả được em mấy tháng rồi đúng mới, không? Mới đóng được là 8 tháng à? 8 tháng hả? Một tháng là em đóng 2.200.000+, mà người ta quy định em phải đóng 36 tháng. Là mình mượn 40 nhưng mà đóng tới cuối cùng là phạt thầy ra 70. Dạ. Nhưng mà lãnh được có 24 triệu rồi. Dạ. Mà mang tiếng là phải lãnh 40 triệu tiền nợ. Ghê vậy. Là bạn em hướng dẫn đi mượn tiền đằng về. 40 mà đưa 24, cuối cùng bây giờ đóng ra 70. Đâu. Mà đưa đâu có đủ 40 đâu. Mà bạn em giúp đỡ đằng có tiền cất nhà cho các con ở. Ờ. Giờ bạn em đi đâu mất tiêu rồi không có thấy. Dạ. Tổng số nợ hiện tại là em còn khoảng 84 80 mấy triệu. Dạ. Nếu mà cái đó giờ nhờ ra báo được không, báo công an được không? Chứ tự nhiên là vậy rồi sao? Có giấy tờ gì không? Dạ, ngân hàng thì có giấy tờ. Không, rồi bên FE. Dạ có, FE có giấy tờ, rồi bên vay vốn của hộ nghèo mà chăn nuôi cũng có sổ luôn, rồi bên đại lý vé số cũng có sổ nhưng luôn. Mà lúc đó chị lãnh 24 triệu, tại sao 40 triệu chị không có nói nó, mình không chấp nhận. Dạ, năm đó là mới có 2016 à. Bạn em giúp đỡ thì em mang ơn nhiều, chị em cũng không có thắc mắc hay là làm khó bạn em, tại vì em thấy bạn em nó thấy nó nói nó tội em không có nhà ở, nó cho mượn đặng cất nhà thì em mấy cất nhà cho các con. Là từ ngày anh đăng video clip này lên á thì nhiều người nói muốn giúp em rất là nhiều, mà nói chung là các kênh đều gặp số điện thoại rất là nhiều điện cho để cần giúp, mà hiện tại anh em chưa thấy nhiều. Cô chú Mạnh Thường Quân nói chung là nói là sẽ giúp em. Nếu mà cô chú nào mà nếu mà thích em sẽ ghi thiệt cái phần nợ, sẽ ghi đã nói thật lòng luôn với cô chú nào thích mà thương, nói chung là quan tâm tới em Sally thì phần nợ em Sally đã nói thẳng, thì có cô chú nó giúp được thì cứ liên hệ kênh các kênh với anh em để giúp cho em mấy. Còn cái phần tình duyên thì cô chú sẽ xuống tại tầng nhà luôn, thì còn các anh em thì không có đưa số điện thoại của em Sally lên được, mong cô chú anh chị thông cảm giùm. Tình duyên là chị Sally nói thẳng là chị Sally không có dám nhận nữa. Dạ. Vì đổ vỡ 5 lần rồi, chị đã sợ, giống như là sợ đi đàn ông tới tán tỉnh chị rồi, chị quá sợ rồi. Không, nếu mà em ấy chịu thật lòng kêu ba mẹ xuống đàng hoàng, cưới hỏi đàng hoàng, làm đăng ký kết hôn đàng hoàng thì Sally có thể chấp nhận. Phải trả số nợ này cho em Sally hết, ủng hộ. Thứ nhất là mở tấm lòng. Thứ nhất là con nè. Đó, phải chịu chăm sóc con nữa. Thứ hai là giúp chị trả nợ đó. Thì mới là thật sự. Đúng rồi. Chứ còn bây giờ 10 ông lại cái bắt đầu kêu gửi con, rồi sau đó bụp người ta cái thêm đứa nữa, 7-8 đứa, rồi thêm thằng thứ 7-8 nữa tội người ta. Đúng rồi. Đó, nói thẳng cái vấn đề đúng đó rồi. Có nhiều người khi mà đăng lên hỏi là địa chỉ series ở đâu để mà tôi giúp. Thì nếu mà tôi vô tôi nhìn mấy ông có một số thì nhìn nói chung là đàng hoàng, thì cái đó mình hỏi cho chị series chịu hay không. Còn những người mà thí dụ như là trẻ trâu hay là bụi đời, cái bắt đầu hỏi địa chỉ để làm gì mấy cha, tha cho người ta đi, năm đứa rồi, phải không, đừng có hại người ta nữa. Rồi như những gì anh Tơ đã nói á, thì nếu mà thương thật sự á thì giúp cho chị trả nợ. Thứ hai nữa là chịu chấp nhận ở nuôi có con chung nuôi cho con, chứ không có kiểu như là em gửi vô chạy đi rồi này nọ rồi về gì trồng cây gì trồng tùm lum khoai lang với anh thôi bỏ đi nha, tha cho người ta đi. Mấy ông thấy đẹp cái bắt đầu mấy ông này nọ thôi nha. Rồi như vậy đó thì nói rất là rõ. Mà giờ chị Sherry muốn là làm trước tiên á, làm nuôi con ha. Còn cái chuyện tình duyên thì chừng nào tìm hiểu thật sự, thương thật sự, chứ đừng có vô cái mấy ông ngon ngọt đã người ta đẻ ra gút gù người ta bị chửi, nó là ham tình ham này nọ, thấy không?
Nếu mà thật sự tôi nói với vị, nếu mà chị Seri mà chịu đi làm tầm bậy tầm bạ kiếm tiền còn đỡ hơn, sướng hơn mấy ông này, đẻ cái mất hết năm của người ta rồi, rốt cuộc có một đồng nào đâu, không có một đồng luôn đó, thấy không? Rồi cho nên là hôm nay thì quay đến đây cũng chia sẻ chị Seri, thì hôm bữa cái clip đó lên thì anh Trường anh có thấy chị khó khăn, con bị tai nạn gì đó, thì anh có gửi cho chị 1 triệu để mà hỗ trợ cho chi phí phần này phần đó ha. Dạ. Bây giờ em xin gửi cho chị luôn. Dạ. Dạ, em cảm ơn anh Trường nhiều, chúc anh Trường dồi dào sức khỏe. Ừ. Rồi để anh em còn hỏi gì nữa không? Thì như vậy thì em cũng xin chào chị ha. Dạ, gắn giữ gì sức khỏe. Dạ em cảm ơn. Dạ. Thì cuộc đời mà ai thương thì thương, còn ai không thương thì không hiểu cho chị thì chửi thì chị cũng nhận thôi, thấy không? Dạ. Giờ em chỉ có hy vọng là có một cái vốn để em mua bán hay là em chăn nuôi, vừa chăn nuôi vừa mua bán tại nhà đặng có mà tiện chăm sóc cho các con em, thì quản lý các con em cho tốt thôi. Chứ em không muốn sống xa các con em nữa đâu. Nên em cảm ơn rất là nhiều. Đó là cái suy nghĩ của em Sari. Thì video clip anh em tới đây cũng kết thúc. Hẹn gặp lại của chú chị bạn vào video clip sau. Trên tay em đây là dòng sản phẩm cá sặc bỏi hai nắng vị vừa ăn. Quý cô chú anh chị liên hệ đặt số điện thoại trên màn hình.